Anh nhàn như này thế mà lại trốn mất tích. Đấy, giữa cảnh thiên nhiên núi rừng tươi đẹp như thế này đấy, lại không ở Hôm ở trên này đã đe rồi. lại trốn ở ra là trốn. Sao mà lên là bà đừng lôi tôi đi nữa nhé. Làm sao tôi chán lắm rồi. Lẫn trưởng với cái tivi. Ông Tuấn đi buôn chuyện hôm nay ông chết rồi. Các bạn già Tuấn hôm trước đi hết rồi. Đấy, các đấy, bác hơi cẩn thận chưa, bác hơi sợ gió thổi nên bác phải thôi đừng quay nữa. Bác cứ thổi sợ sợ gió thổi nên bác phải buộc thế này. Đúng rồi, đấy. Cái nắng không mà buộc. Làm vườn quen đi rồi mà. Cẩn thận và chuyên nghiệp. Rồi. Một ít dây cái lềm là toàn năng à. Nào cắt nào để tạo lỗ xỏ lỗ à. Cái này cháu buộc chỉ trong vòng một tuần là cháu cởi ra được rồi. Vâng. Để cho nó có không khí, phải ánh nắng. Xong dịp này là vẫn còn tốt chứ không cuộc tới nó là không tốt, nó không tốt đúng rồi. còn tới là ánh nắng là này nó quang vào cây là vào hè rồi thì trồng sẽ kinh khủng. Đấy, cái võng này nhá, mẹ ngồi ngắm cảnh được nhá, xong rồi ngắm trăng nhá, buổi tối ngắm trăng sao trên trời nhá. Ở đây mỗi nhà sắm một chiếc võng như này, từ trong Phú Quốc mang ra đấy. Sắm này nằm êm nhỉ? À, cái võng này thì lại là của Thái Lan này, còn cái khung này này là trong Phú Quốc. Đấy, nặng như thế mang ra đấy. Tha hồ chắc chắn đó. Chắc chắn đó. Hai người nằm vẫn được mà. Gì dù. Đó. Thế mà tiếng thế thôi có ai nằm đâu. Bạn nên nằm đây cũng đưa cho nó vui này.